mừng các bạn đã đến với kênh Lucy Channel. Và hôm nay thì chúng ta lại bắt đầu review một cái game mới nha. Các người hãy ở trong này đi. Đứa nào dám trốn ra khỏi cái phòng này thì biết tay ta. Ta là Mr. Smiley. Ôi thôi rồi mấy bạn ơi, tụi mình bị nhốt vô căn phòng này rồi. Còn có cái ông ở ngoài đó, ông canh giữ nữa. Ông còn xưng tên là Mr. Smiley nữa. Tiêu rồi, tụi mình phải tìm cách để thoát ra thôi. Hello, em chào chị Lucy, em là Ninh. Còn em là Bảo, còn em là Tila. Hello, chào mấy em. Ôi trời ơi, hôm nay chị nhận không ra Ninh luôn đó nha. Sao bữa nay em cao hơn chị luôn vậy? Mà còn mặc đồ rất là fashion luôn. Cảm ơn chị đã khen. Thôi đi thôi chị Lucy ơi, tụi mình phải trốn ra đây nhanh lên. Ở đây lâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đó. Ok Bảo, thôi đi thôi mấy em ơi. Ở đây có một cửa thông gió này chị. Đi ra. Rồi đi thôi. Ôi trời ơi, cái hình của Mr. Smiley vẽ tùm lum kìa. Ông này là chuyên giữ những bạn đi học về mà ba mẹ chưa đi làm về nè. Mấy bạn biết không, ở thành phố á, có nhiều trường á cho đi học về sớm lắm. Mới có 4 giờ là đã về rồi. Còn trong khi ba mẹ thì tới 5 giờ, 6 giờ mới về lận. Không có ai đón á, rồi về nhà cũng không có ai. Cho nên thành ra có những cái trung tâm họ nhận đón về và họ giữ cho đến lúc ba mẹ đón về đó. Chị Lucy nghi là chỗ này nó là như vậy á. Đi, thôi, mình đi đi. Chứ nhìn thấy ổng không có thiện chí, không có vui vẻ gì hết trơn á. Trời ơi, sao cái chỗ đón học sinh mà nhìn thấy ghê quá vậy? Nước màu xanh lè, nước độc. Hello, chào chị. Chào Minh Hoàng. Wow, vui quá ta. Hôm nay chị được gặp rất là nhiều fan luôn. Ý, mà cũng không có vui lắm. Bởi vì sao tự nhiên Lucy và fan của Lucy bị nhốt trong này vậy? Không được rồi, tụi mình phải nhanh chóng thoát ra thôi mấy em ơi. Lắc quá chị ơi. Hôm nay chơi cuối tuần cho nên đông quá mà. Cố lên mấy em ơi. Dạ, chỉ sợ nó lắc quá lúc mình bắt cua mình lọt thôi. Trời, vừa nói xong em lọt rồi nè chị. Minh Hoàng, cố lên. Chị ơi, qua đây chị. Trời, bữa nay Ninh chị nhìn không ra luôn á. Tưởng là cô siêu người mẫu nào không á chứ. Cảm ơn chị. Thôi, tập sau chị sẽ thay đổi hình dáng cho thiệt là xinh mới được. Dạ, tụi em mong chờ lắm. Ok, đi thôi. Trời ơi, tụi mình đang ở dưới tầng hầm nè. Mà sao toàn là nước màu xanh không à? Nước độc. À, trời ơi, như một cái trong trống gió luôn. Sao mình thoát ra được đây? Khoan, rồi, nghe một cái tiếng kêu rồi là biết rồi đó. Chắc Ninh đi trước, Ninh bị tẳng rồi. À, thì ra đây là cái quạt. Nó đẩy tụi mình lên nè. Wow, cẩn thận, đừng cho đụng mấy cái thanh màu đỏ này, nó nóng lắm. Yeah, qua được rồi. Chị ơi, đừng có vội mừng, bên này còn ghê hơn nữa. Rồi, đưa chị coi. Trời ơi, thôi đi cây cầu dừa luôn rồi. Mà khó nhất là mấy cái thanh màu xanh nó say nè chị. Mình nhảy bắt cua mà nhảy, tính mà sai một cái là nó quay ra chỗ khác luôn á. Ủa Ninh ơi, sao tự nhiên qua đó chi vậy? Cái cửa bên này mà. Dạ, em đi lộn để em quay lại chị ơi. Hello T-Lab. Hello chị. Ý chị Lucy ơi, không phải đi lộn đâu, mình phải qua đây mình nhấn những cái nút này nè. Đúng rồi. Chị cũng đi nhấn đây. Mình không nhấn nút cái cửa đâu có mở. Rồi Minh Hoàng bị lọt nữa rồi. Cẩn thận nha. Đúng là cái trò này khi mà mình rớt xuống mình bị tẳng và được hồi sinh liền à. Nhưng mà mình càng ít bị tẳng thì mới thể hiện đẳng cấp, đúng không? Dạ đúng. Rồi chị còn một nhấn vô một nút nữa cái cửa mới mở được. Yeah, cửa của mình đã mở rồi. Chuẩn bị đi qua thôi mấy em ơi. Trời ơi, cái thanh màu xanh này á, mình mà canh không đúng á hả là mình rớt liền.
Trời ơi, con cái này nó xoay vòng vòng luôn nè. Nè 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 nè, nhảy. Rồi, đợi một cái là mình đi qua cửa thôi. Rồi, qua. Nè nè mấy em, nãy giờ có nhìn thấy ông Smile đâu vậy? Kìa, chị vừa nhắc luôn, thấy bức hình của ổng rồi kìa. Trời ơi, hình như ổng chuyên hù mấy bạn học sinh hay sao á. Kìa, không những học sinh không mà còn có mấy em mẫu giáo nữa chứ. Nhảy xuống thôi. À, trời ơi. Vậy là nãy giờ mình vừa thoát ra được căn phòng đó. Và bây giờ mình đang ở phía bên ngoài. Còn ổng, ổng vẫn còn đứng đó, ổng canh kìa. Chạy, chạy, chạy. À, trời ơi, ổng dí mình rồi kìa, chạy. Ổng đã phát hiện ra tụi mình rồi. Ê, còn có mấy em mẫu giáo nữa. Hay là mình ẵm mấy em này để giải thoát cho tụi nó không? Chứ để cái ông Smile này canh, chị thấy không ổn rồi. Đi đi em, đi em. Ây da da, sao nó cứ cản đường mình hoài vậy? Ây da da. À, rồi xong. Tặng. À, không xong rồi mấy bạn ơi. Thì ra, mấy cái mà bò bò này á, là cũng là phía phe của ông Smile luôn. Nãy á, Lucy định ẵm để giải cứu nhưng mà không được. Mà Lucy còn bị kéo chân để đi chậm lại để cho ông Smile bắt nữa. Chạy, chạy. Chạy thôi đi lát thôi. Kìa kìa, nguyên đội kéo đi luôn rồi kìa. Nhảy. À, trời. Mình nãy giờ mình đi vòng 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 á là mình mới thoát, chui từ dưới hầm để thoát ra khỏi cái căn phòng bị khóa thôi. Bây giờ mình mới ra khỏi căn phòng. Bởi vậy mới gặp cái ông Mr. Smiley ở ngoài đó. Trời, cái này á là toàn là nước màu đỏ không à. Sao đây, sao đây? Chị thấy á, mình dùng mấy cái cây này nè để mình bắt cái cầu mình đi qua đi. Dạ, đúng rồi đó chị. Chứ không, không thể nào mà mình bắt cua mà nhảy một cái để qua được mấy cái vòng tròn này hết trơn á. Nó bự quá mà. Ừ, bây giờ khúc này mình đang nhảy nhảy nha. Mà cái ông Mr. Smiley đó, ổng mà tới một cái thì mình không biết sao luôn á. Tại vì thời gian mà mình bắt cây cầu này nó rất là lâu luôn. Rồi rồi rồi, bắt cây cầu này rồi, qua tiếp. Trời ơi, chưa qua bên đây mà thấy bên kia là thấy mệt rồi. Cái gì mà như mấy nghiền vậy? À, trời ơi, cái cây cầu này nó thiếu một khúc luôn nè. Rồi, đi qua thôi. Ui trời ơi, cái này sao mình qua được? À, mấy bạn ơi, cái này giống như mấy nghiền quá. Cái này mà bỏ một chiếc ô tô vô nó cũng nghiền cho nát luôn đó. Ôi, cái màn này chắc là màn khó nhất từ đó giờ Lucy gặp quá. Nè 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 nè, vừa phải quẹo ra khỏi cái bánh này mà vừa có những cái quả cầu gai búng qua nữa kìa. À, rồi cầu gai quất cho người rồi. Ủa nên em cũng quay lại luôn hả Minh Hoàng nữa? Dạ khó quá chị ơi, cái màn này em chưa bao giờ gặp qua đó. Rồi Minh Hoàng bị đụng nữa rồi. À, mình tỉnh mình tỉnh. Cái cầu này nó rất là kinh khủng luôn. Mình không có canh được nó. Kìa kìa, chuẩn bị kìa. Ồ, nó búng ra kìa. Búng lại. Rồi, Lucy có cách rồi. Lucy sẽ đi bằng cái cây cầu, không leo lên cái quay qua quay lại nữa. Rồi, tới đây cũng phải leo lên cái đồ xoay màu xanh này rồi. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy? Ý, có chỗ này rồi. Chép ơi, chép ơi. Ôi, mấy quả cầu gai kìa, mấy bạn nhìn coi, kinh khủng chưa? À, cũng may mình vừa chép bôi xong chỗ này. Thôi chị ơi, không biết mình có vượt qua nổi cái màn này không nữa. Coi chừng ông Mr. Smile đang dí tới đó, ông biết tụi mình thoát ra khỏi cái phòng rồi đó chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, coi chừng, coi chừng. Ôi trời, mém mới chị lọt rồi. Cháy, đừng nha, đừng nha, đừng nha. Ôi trời ơi. À, kinh khủng nhất là cái cầu đỏ này. Mình không có canh được nó. Wow. 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 Còn một cái nữa. Ý, không xong rồi. Mr. Smile ông đứng ông chặn cửa của mình rồi kìa. Giờ sao dám ra? Mấy em ơi, mấy em đâu rồi? Tụi em qua không được chị ơi. Rụng hết rồi. Thôi tiêu rồi. Bây giờ mình đi thẳng tới là mình sẽ gặp Mr. Smile đó. Ông đứng ngay cái cửa chính của cái căn nhà luôn. Mình phải vượt qua ổng mình mới đi về nhà được. Rồi 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 rồi. Đàn em của ổng ra nó bu chân mình rồi. Chạy chạy. Trời ơi, sao nó chạy nhanh quá vậy?
còn ngậm cái đồ bú ti luôn á, mà sao nó cả nó nắm cái chân của Lucy rồi. No, thả ra. Ây, trời, cái tay của ổng cào kìa. À, ba đứa nó bâu Lucy rồi. Lucy đứng hết, Lucy chạy hết nổi rồi. Ây da. Ủa, Mr. Smiley đâu rồi? À, trời ơi, nó bâu chân Lucy, nặng quá. Bỏ ra. Chạy. Hình như Mr. Smiley, ổng đã bỏ đi đâu rồi. Hay quá. Hy vọng mình sẽ thoát ra được. Mấy em ơi, mấy em sao rồi? Qua đây đi, chị chờ. Dạ, chị cứ đi trước đi, chị đang quay video mà. Ok, trời ơi, chưa thoát ra nổi đâu mấy em ơi. Chúng ta phải nhấn thang máy để đi xuống dưới tầng hầm nữa. Hả, lại tiếp tục những quả cầu nữa rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, sao cái trò này khó quá vậy? Bắt cua mà phải nhảy vòng vòng nữa nha. Rất là chóng mặt luôn nè. Nhảy. Ui no. Nhảy luôn. Yeah. Trời ơi, ở dưới nó quay kìa. Mấy cái xanh xanh này nó quay y như là cái chong chóng vậy đó. Từng cái cánh quạt của chong chóng. Nhìn qua bowling kìa. Trời ơi, mấy cái cục sắt này nó nặng lắm đó. Nhưng mà không sao, mình đang đi trên cái thanh màu xanh này nên nó chưa có tác động gì tới mình được hết á. Chuẩn bị mình qua bên đây mới tiêu đời nè. Thôi, sao cái màn này khó quá vậy? Bình tĩnh. Ôi, à, cái này là cái thảm trượt. Y chang như cái máy chạy bộ ở nhà mình vậy đó. Chạy, à trời ơi, mấy cái này nó quơ lại kìa. No. Một phát ăn ngay. Đừng để mình bị thua. Cứ đi qua đi lại hoài là mình sẽ thua đó. Chạy lên. Yeah. Một phát ăn ngay. Ôi, nếu mà nhìn lên cái thanh màu xanh này thì chỉ có một mình Lucy đang đi trước. À, tới Mr. Smiley kìa, chạy. Trời ơi, rồi, ông đã phát hiện ra Lucy rồi mấy bạn ơi. Lucy vừa nói là có một mình Lucy gần ra cửa rồi đó. À, chạy. Trời ơi, cái móng tay của ông sao dài quá vậy? Ôi, no, chạy. Ông bự quá, ông không chui vô cái cửa lọt. Vậy thì mình lên đây mình chui qua cửa thông gió luôn. Ôi, Lucy thấy những cái cây ở phía đằng xa rồi. Vậy là Lucy đã phá đảo được game này rồi. Yeah. Ơ, nhưng mà còn fan của Lucy nào là Xíu nè, Minh Hoàng, Tilat, Ninh vẫn còn ở chổng. Ơi, vậy để Lucy ở đứng đây đợi mấy bạn đó ra luôn. Wow, đúng là cái chỗ này là chỗ mà để đón học sinh đưa rước về nè. Cho nên hả, có nhiều cái trò chơi quá ha. Nào là xích đu nè. Ý, mấy em đang chơi cát hả? Đây, để Lucy chơi với mấy em nha. Hồi nãy ở trong tòa nhà kia, mấy em bị ông Mr. Smiley, ông điều khiển đúng không? Bù chân chị Lucy quá, Lucy đâu có chạy nổi. Còn giờ hả, ra đây chị cho bu thoải mái luôn. La 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 la. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xe đôi cánh, bướm bay đôi ba vòng. Em ngồi xem. Các bạn ơi, Lucy đã review xong cái trò chơi It Kept Mr. Smiley Daycare Oppy. Nếu các bạn thấy hay thì mấy bạn có thể chơi thử. Còn ai không có thời gian thì chỉ cần coi Lucy chơi thôi là được rồi. Để thời gian để học tập nha. Lucy sẽ hy sinh thời gian của mình để chơi và làm video cho mấy bạn xem. Còn mấy bạn chỉ cần tập trung vào việc học tập thôi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.